Nếu ở thời điểm hiện tại, lễ trao giải quả bóng vàng châu Âu năm 2024 được diễn ra, bạn nghĩ ai sẽ thắng? Harry Kane. Đương kim chiếc giày vàng châu Âu Harry Kane. Oh my goodness, what great footwork. Tiền vệ công Florian Wirtz vừa thăng hoa cùng Bayer Leverkusen. Hay bộ đôi Vinicius Junior và Jude Bellingham vừa giúp Real Madrid đạt La Liga và vào tới chung kết Champions League. Tất cả những cái tên kể trên đều có một mùa giải xuất sắc trên danh nghĩa cá nhân. Nhưng thực sự khó để tìm ra ai nhỉnh hơn ai, vượt trội hơn phần còn lại như nhiều lễ trao giải quả bóng vàng trong quá khứ. Nhưng hãy thử tưởng tượng, nếu có một giải thưởng tương tự nhưng dành cho các vị chủ tịch thay vì các cầu thủ, thì bạn sẽ nghĩ ai đoạt giải chủ tịch câu lạc bộ xuất sắc nhất? Chẳng cần phải là chuyên gia tâm linh ngoại cảm, chúng ta cũng đủ biết nhân vật bạn vừa nghĩ tới trong đầu là ai. Florentino Perez, chủ tịch của Real Madrid, bố già của bóng đá châu Âu với uy quyền, tầm ảnh hưởng lẫn sự hiệu quả vượt xa mọi người đồng cấp khác. Trong phần tiếp theo của video, hãy cùng Spider Room tìm hiểu về Florentino Perez qua bài viết của tác giả Thịnh Dâu Y. Ông vua của các câu lạc bộ. Nếu bạn có suy nghĩ khác với số đông về Perez, hãy để bài viết này thử thuyết phục bạn. Ngày 23 tháng 5 năm 2024, tờ Forbes của Mỹ công bố bảng danh sách các câu lạc bộ bóng đá giá trị nhất hành tinh. Xếp ở vị trí số 1 là Real Madrid với 6,6 tỷ đô, đứng trên thương hiệu toàn cầu Manchester United, đại kình địch Barcelona. Nhưng xét về thành công trên sân cỏ, Real Madrid được đánh giá cao hơn hai câu lạc bộ trên nếu xét trong một thập kỷ qua. Cũng thành công ở giải quốc nội và vô địch Champions League vào mùa 2023, nhưng Manchester City chỉ xếp thứ 5 với 5,1 tỷ đô. Đây là năm thứ 3 liên tiếp Real Madrid đứng đầu danh sách này của Forbes và là lần thứ 8 trong 11 năm đổ lại. Họ tạo ra nhiều doanh số nhất trong nhóm 30 đội dẫn đầu, đồng thời tạo ra những phép màu trên sân cỏ. Từ năm 2014 tới trước trận chung kết Champions League 2024 với Dortmund, Real Madrid đã có những danh hiệu quốc tế như năm chiếc cúp Champions League, 4 siêu cúp châu Âu và năm chiếc vô địch Club World Cup. Và họ làm được điều đó khi chênh lệch giữa việc mua và bán cầu thủ ở mức 324 triệu euro, xếp thứ 19 trong danh sách chi tiêu chuyển nhượng trong giai đoạn từ 2014 đến 2024. Để so sánh, đội có chênh lệch net spend lớn nhất cùng kỳ là Manchester United. Chỉ có được 2 cúp FA, 1 Europa League là đáng kể trong giai đoạn này. Họ hoàn toàn vắng bóng trong danh sách các nhà vô địch Premier League, đồng thời không thể đi xa quá tứ kết C1 trong một thập niên qua. Và trong khi MU sẽ lại bước vào một cuộc cải tổ, cách mạng đội ngũ hè này, thì Real Madrid đã xây dựng được một bộ khung đủ sức thống trị La Liga lẫn châu Âu trong ít nhất nửa thập niên tới. Những Jude Bellingham, Vinicius Junior, Rodrigo, Eduardo Camavinga, Tchouameni, Federico Valverde, Arda Güler, Brahim Diaz, không những hầu hết đều thuộc nhóm hay nhất thế giới ở vị trí của mình mà còn đều dưới 25 tuổi. Đó là còn chưa kể đến khả năng họ sẽ có thêm tài năng trẻ hàng đầu Brazil, Endrick và siêu sao Kylian Mbappe hè này. Với Mbappe, thay vì phải trả phí chuyển nhượng hơn 200 triệu euro cho Paris Saint-Germain hai mùa trước, thì họ có thể đón anh theo dạng chuyển nhượng tự do với một khoản phí lót tay cao, kèm theo mức lương thấp hơn những gì anh ta đang nhận tại PSG. Một đội ngũ trẻ trung tràn ngập tài năng, những chiếc cúp và nền tảng tài chính vững mạnh, thậm chí còn chưa đủ để khắc họa những gì Perez đã và đang làm cho câu lạc bộ. Là một ông trùm trong ngành xây dựng trước khi được biết tới với tư cách là chủ tịch của Real Madrid, Perez đã thực hiện siêu dự án cải tạo sân vận động Santiago Bernabeu trở nên hiện đại hơn, hoành tráng hơn như một biểu tượng kiến trúc thể thao toàn cầu. Hãy nhớ lại trận tứ kết với Manchester City, khi Real Madrid đóng cửa mái vòm sân Bernabeu để âm thanh cổ vũ của hơn 85.000 khán giả, phần đông trong đó là của đội chủ nhà có thể hùng vị hơn, choáng ngợp hơn và áp đảo tinh thần đội khách. Đó chỉ là một trong những cải tiến phi thường mà Perez đã áp dụng cho đợt tân trang này. Nhờ siêu sân vận động mới được cải tạo, đội bóng có thể tạo ra doanh thu đủ sức cạnh tranh với những đối thủ được sở hữu bởi các quỹ đầu tư quốc gia Trung Đông. Theo bảng cân đối tài chính của Real Madrid mùa giải 2023-2024, chi phí cải tạo sân Bernabeu là ở mức 1,76 tỷ euro, tương đương 1,91 tỷ đô. Chi phí này dự kiến sẽ được cân bằng vào năm 2053, tương đương với khoảng 71,5 triệu đô mỗi năm. Điều này cho thấy Florentino Perez đã nhìn rất xa, rất rộng
đủ để câu lạc bộ vẫn có thể sống khỏe về mặt tài chính nhiều năm sau khi ông đã thôi chức chủ tịch ở Real Madrid. Nhưng ở Madrid lúc này, có lẽ không ai muốn nghĩ về viễn cảnh ấy, dù vị chủ tịch đã ở tuổi 77. Quyền lực tuyệt đối. Không ai lớn hơn Perez ở Madrid. Để hiểu rõ hơn về tầm ảnh hưởng của Perez, hãy đọc phóng sự Real Madrid và Florentino Perez, chân dung quyền lực tối thượng của một cá nhân của tờ The Athletic. Điều đặc biệt là dù tiếp cận được với nhiều nguồn tin đang trực tiếp làm việc hoặc là có liên hệ với Real Madrid, nhưng tất cả đều chỉ đồng ý trả lời với một điều kiện bắt buộc là danh tiếng của họ phải được giữ bí mật tuyệt đối. Bằng không, sự nghiệp của họ tại câu lạc bộ có thể bị chịu ảnh hưởng. Điều này cho thấy quyền lực và cái uy của Perez tại đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha lớn đến nhường nào. Một nguồn tin ẩn danh đã khẳng định, nghĩ về Madrid sau thời Florentino chẳng khác gì chuyện viễn tưởng. Thật khó để tưởng tượng một Real Madrid mà không có Florentino Perez nắm quyền. Quyền lực của ông giờ đây là tuyệt đối và không ai trong ban giám đốc có thể đứng lên và nói rằng ngài Perez đang mắc sai lầm. Khi ông bước vào một căn phòng, toàn bộ người ở trong đó sẽ đứng bật dậy, chuẩn bị sửa soạn trà nước sao cho vị chủ tịch không mất lòng. CEO Jose Angel Sanchez được xem như là cánh tay phải đắc lực của Perez trong nhiệm kỳ 2 khi ông trở lại sân Bernabeu vào năm 2009. Nhưng mọi việc đều phải thông qua Perez, từ công tác chuyển nhượng, sửa sang sân cho tới khâu marketing. Những quyết định vốn sẽ được các giám đốc hay là trưởng bộ phận cấp cao ở những đội bóng khác quyết, thì tại Real Madrid, chúng sẽ cần được ngài chủ tịch chấp thuận. Các chuyên viên cấp dưới thậm chí đã quen với việc trình bày bản đề xuất sao cho dễ được chấp thuận nhất có thể trước khi trình lên Sanchez để ông lấy ý kiến của Perez. Mô hình Florentino quyết định, Jose Angel thực thi đã quá quen với mọi thành viên của Real Madrid. Nhưng nói qua cũng phải nói lại, mọi thứ Perez quyết đều được xem như là thánh chỉ bởi ông đã và đang thành công rực rỡ ở mọi công việc mình làm. Ngoài làm chủ tịch Real Madrid, ông còn là chủ tịch ACS Group, một tập đoàn Tây Ban Nha chuyên ngành xây dựng, dịch vụ xây dựng và viễn thông. ACS sở hữu các dự án trên toàn cầu, có văn phòng đặt tại Mỹ, Đức, Ấn Độ, v.v. và có doanh thu toàn cầu vào năm 2022 đạt mức 34 tỷ euro. Không bao giờ bỏ cuộc. Để có được thành công nhường ấy trên tầm cỡ toàn cầu, đòi hỏi người đứng đầu không chỉ khôn khéo, có đầu óc chiến lược, khả năng thương thuyết đại tài, mà còn cần những mối quan hệ. Đó chính là những gì Perez sở hữu. Tờ Vice bản Tây Ban Nha có một nhận định tuyệt hay về Perez. Florentino Perez không thể được thấu hiểu nếu không biết Tây Ban Nha, và đất nước này không thể được thấu hiểu nếu không biết những người như Florentino Perez. Theo đó, Perez khởi đầu với chuyên ngành kỹ sư tại Madrid trước khi bắt đầu làm việc tại hội đồng thành phố. Một thời gian sau đó, ông được thăng chức và làm tại Bộ Giao thông Tây Ban Nha. Nhưng chừng đó dường như là chưa đủ với khao khát của Perez. Ông bắt đầu thử sức với chính trị và trở thành tổng thư ký đảng mới thành lập mang tên là PRD. Tuy nhiên, sau cuộc bầu cử năm 1986, PRD không được bất kỳ ghế nào trong quốc hội và bị giải thể. Những tưởng Perez sẽ chùn bước, nhưng ông không chịu khuất phục. Vào thập niên 1980, ông cùng nhóm bạn thân hùn vốn mua một công ty xây dựng nhỏ đang trên bờ vực phá sản mang tên Padros và giúp nó từng bước làm ăn có lãi. Padros chính là tiền thân của đế chế ACS Group vang danh toàn cầu sau này. Trong vài năm sau đó, nhóm của Perez không ngừng tham gia các dự án xây dựng tại Tây Ban Nha và kiếm được nhiều hợp đồng béo bở. Năm 1993, Padros được sáp nhập vào Guinness Navarro và tới năm 1997 trở thành ACS Group, với Perez giữ chức chủ tịch. Trước đó 3 năm, Perez đã thất bại trong lần đầu tiên tranh cử chức chủ tịch Real Madrid. Ông thua đương kim chủ tịch Raymond Mendoza trong một cuộc tranh cử bị cho là thiếu minh bạch. Điều đáng chú ý là không lâu sau chiến thắng Perez, Mendoza đã buộc phải từ chức và nhường ghế lại cho phó chủ tịch Lorenzo Sanz sau khi thừa nhận khoản nợ khổng lồ 14 triệu pesetas, đồng tiền cũ của Tây Ban Nha. Có một câu nói nổi tiếng, ở Tây Ban Nha, dẫn dắt Real Madrid hay là Barcelona áp lực còn hơn cả làm bộ trưởng thể thao. Nếu áp dụng điều đó cho chức vị chủ tịch, thì Perez đã có 2 lần thất bại trên chính trường. Nhưng nếu đã nghe từ đầu video tới giờ, bạn đã hiểu Perez không phải là tuýp người dễ dàng bỏ cuộc phải không? Đó là lý do ông tiếp tục tranh cử cho chức chủ tịch Real Madrid lần thứ 2 vào năm 2000, với lời hứa tranh cử nghe như là chuyện viễn tưởng. Đưa Luis Figo từ tay đại kình địch Barcelona về Real Madrid. Một tay vẽ cả bầu trời. Lời hứa không tưởng. Vào mùa hè năm 2000, Real Madrid sôi sục vì cuộc bầu cử chủ tịch mới. Hai ứng cử viên chính là đương kim chủ tịch Lorenzo Sanz và Perez. Trên giấy tờ, Sanz dường như là nắm chắc thêm một nhiệm kỳ nữa,
khi Real Madrid dưới thời của ông vừa vô địch Champions League cách đó 2 tháng, cộng thêm một lần đăng quang vào năm 1998. Ở đầu kia chiến tuyến là Perez, chùm ngành xây dựng nhưng chưa từng có kinh nghiệm về việc điều hành một câu lạc bộ bóng đá, từng thua 699 phiếu bầu so với người tiền nhiệm của San 6 năm trước. Nhưng ứng cử viên Perez này đã giành ra một quân át chủ bài trong chiến dịch tranh cử. Si yo soy presidente del Real Madrid, Luis Figo, jugador del Real Madrid. Ông dõng dạc tuyên bố trên truyền thông, nếu tôi đắc cử, Luis Figo sẽ là người của Real Madrid. Nếu không làm được điều đó, tôi sẵn sàng trả toàn bộ phí thường niên cho tất cả hội viên Real Madrid trong một năm, tương đương với khoảng 8,5 triệu đô. Đó là một ý tưởng thời đó nghe còn khó hơn cả lên khung trăng. Tới mức chủ tịch Sanz đã giễu cợt, chắc kế tiếp gã Perez này sẽ tuyên bố ký hợp đồng với siêu mẫu Claudia Schiffer đấy. Figo là ngôi sao số 1 của kẻ thù truyền kiếp Barcelona, đang đeo băng đội trưởng của đội bóng xứ Catalan. Cầu thủ người Bồ Đào Nha thậm chí còn từng nhuộm tóc màu đỏ xanh như màu áo của Barcelona, đứng trên ban công hát trong sự phấn khích của hàng ngàn cu lê. Lũ nhóc mít ướt áo trắng, hãy quỳ gối trước những nhà vô địch đi. Vậy nên chẳng một ai mảy may tưởng tượng đến viễn cảnh Figo sẽ dứt áo ra đi để gia nhập lũ nhóc mít ướt áo trắng. Không một ai, trừ Florentino Perez. Thông qua những mối quan hệ, ông đã kết nối được với Figo và người đại diện Jose Vega. Ông thuyết phục được họ ký vào một bản cam kết. Theo đó, Figo sẽ nhận được một khoản tiền tương đương 3 triệu euro. Trong trường hợp Perez thắng cử, Figo sẽ phải tới Real Madrid. Còn nếu ông thất bại, Figo sẽ vẫn được giữ nguyên 3 triệu euro đó. Một thương vụ nghe có vẻ là quá hời cho Figo và người đại diện. Bởi đời nào 80.000 hội viên Real Madrid lại không bầu cho quý ngài San vừa giúp họ vô địch châu Âu và chọn cái gã vô danh Perez này cơ chứ? Thỏa thuận được chốt ngay trong đêm, với điều khoản mà lúc đó Figo và Vega nghĩ sẽ không bao giờ thành hiện thực. Phía Figo sẽ trả khoản tiền tương đương 30 triệu euro trong trường hợp Perez đắc cử chủ tịch Real Madrid và anh không muốn sang Real. Biến điều không thể thành sự thật. Ngày 17 tháng 7 năm 2000, cả thế giới bóng đá nói chung và Figo ngã ngửa trước kết quả bầu cử gây sốc. Ông trùm xây dựng Perez giành chiến thắng với 55% phiếu bầu trước Sanz. Ai mà ngờ được phần lớn hội viên Real Madrid lại thích được chứng kiến điều không tưởng hoặc miễn phí hội viên một năm hơn là tiếp tục tin vào người vừa giúp họ vô địch châu Âu cơ chứ? Figo nhận hung tin này khi đang đi nghỉ hè trên biển và vẫn chưa tin vào thực tại. Ông hỏi Vega, giờ thì tính sao? Vega trả lời, giờ cậu có 3 lựa chọn. Một là ở lại Barca và trả 30 triệu euro mà cậu đào đâu ra được. Hai là quy tớ và phải đi tù. Ba là cậu sang Real Madrid. Và theo lẽ thường tình, Figo chọn phương án thứ 3, đồng nghĩa với việc anh sẽ mãi mãi trở thành kẻ thù trong mắt những người từng xem mình là thần tượng số 1. Trong phim tài liệu The Figo Affair 2022 nói về vụ chuyển nhượng huyền thoại này, đích thân Perez cũng đã góp mặt. Ông nở một nụ cười bí hiểm. Tôi luôn nói với Luis rằng mọi thứ bắt đầu với cậu ấy. Ngày 21 tháng 10 năm 2000, Luis Figo trở lại Barcelona để đá trận siêu kinh điển lượt đi, nhưng trong màu áo trắng. Đó là một trận đấu huyền thoại, nhưng không phải vì những pha bóng trên sân. Mọi sự thù địch, căm ghét mà Figo có thể tưởng tượng được trước trận đấu đều bị nhân lên bội phần trong thực tế. Khi Figo bước ra sân từ đường hầm, tiếng la ó, huýt sáo, chửi bới từ sân vận động có sức chứa gần 100.000 khán giả ầm ĩ tới mức anh ta phải bịt tai. Xuyên suốt trận đấu, mỗi khi Figo chạm bóng là hàng vạn tiếng huýt sáo ầm ĩ vang lên từ khán đài. Các biểu ngữ như kẻ phản bội, tên lính đánh thuê hay Judas được trăng khắp mọi nơi. Vốn là chân đá phạt góc cứng, nhưng Figo phải xin nhường lại nhiệm vụ này cho đồng đội để tránh ở gần các cổ động viên quá. Khi nhớ lại trận đấu này, Roberto Carlos nói rằng mình sẽ nhẹ nhõm nếu trọng tài hủy trận đấu. Với tâm lý đó, chẳng hề ngạc nhiên khi Real Madrid bại trận 0-2. Nhưng ở trên khán đài VIP, người ta có thể bắt gặp Florentino Perez ung dung bập điếu thuốc lá trên môi, mỉm cười. Ông đã tận mắt chứng kiến vết thương mà mình đã tạo nên đối với niềm kiêu hãnh và sự tự tôn của Barcelona và hiểu rằng mình đã thực sự chiến thắng. Perez chiêu mộ Figo không chỉ bởi vì anh sẽ khiến Real mạnh lên, mà còn vì khoảng trống và sự phẫn nộ nơi anh rời đi. Viên gạch đầu tiên của đế chế Perez. Từ năm 1996 đến năm 2001, các kỷ lục chuyển nhượng thế giới liên tục bị phá vỡ. Sau khi Figo tới Real Madrid một năm, Zinedine Zidane chuyển tới Real Madrid với con số thậm chí còn lớn hơn, 46,6 triệu bảng Anh.
Tới nhiệm kỳ thứ hai của Perez, ông tiếp tục phá vỡ kỷ lục chuyển nhượng khi hai lần bỏ tới 80 triệu bảng đưa Cristiano Ronaldo về năm 2009 và 86 triệu bảng để chiêu mộ Gareth Bale vào hè 2013. Nhưng không vụ chuyển nhượng nào gây sốc và đem lại cảm giác hả hê, thỏa mãn cho người hâm mộ Real Madrid như cái cách mà Perez đã phá vỡ điều khoản giải phóng hợp đồng của Figo với Barcelona bằng 37 triệu bảng vào mùa hè năm 2000. Với Figo, họ không chỉ có đương kim đội trưởng Bồ Đào Nha, một siêu cầu thủ sẽ đoạt quả bóng vàng cuối năm đó chủ yếu nhờ thành tích trong màu áo Barcelona, mà còn xé toang niềm tự tôn kiêu hãnh của những culé. Nỗi đau này còn dai dẳng tới mức trong trận siêu kinh điển vào tháng 11 năm 2002, khi Figo quyết định thực hiện đá phạt góc, anh nhận được một cơn mưa những vật thể lạ, từ chai nước, chai rượu, dao cầm tay cho tới cả một chiếc đầu lợn. Figo là Galatico, là vị tinh tú đầu tiên trong giải ngân hà Galaticos 1.0. Và với người hâm mộ Real Madrid, họ bắt đầu mơ mộng. Nếu Perez có thể đứng tay trên được trụ cột của Barcelona, thì còn điều gì mà ông không thể làm được? Vào cuộc bầu cử chủ tịch diễn ra năm 2004, Perez chiến thắng với 94,2% phiếu bầu. Một đời Madridista, công vẫn nhiều hơn tội. Perez trên ghế chủ tịch Real Madrid có mắc sai lầm không? Có chứ, không ít là đằng khác. Nhân vô thập toàn, ngay cả một người lão luyện như Perez cũng mắc những quyết định mà để lại hậu quả tiêu cực cho Real Madrid. Trong nhiệm kỳ đầu tiên nắm quyền tại Real Madrid, ông đã đưa về những quả bóng vàng Figo, Zidane, Ronaldo Nazario, Michael Owen và siêu sao toàn cầu David Beckham. Nhưng cùng lúc đó, ông lại để Claude Makélélé, tiền vệ phòng ngự hay bậc nhất thời điểm đó ra đi. Đó là quyết định mà người đời sau này vẫn gọi là dát vàng cho chiếc xe Bentley nhưng lại bán đi bộ động cơ. Từ mùa giải 2003 cho tới khi Perez tuyên bố từ chức vào tháng 2 năm 2006, Real Madrid trắng tay trên mọi mặt trận. Hoàng hôn của nhiệm kỳ đầu của Perez cũng đã là bình minh của Chelsea khi Makélélé tới đội bóng thành London và góp phần biến họ thành một thế lực mới của châu Âu. Trong nhiệm kỳ thứ hai của Perez từ đầu tháng 6 năm 2009 cho tới nay, Perez vẫn tiếp tục có những thất bại nhất định. Vụ báo El Confidencial đăng những bản ghi âm Perez dè biểu những công thần của câu lạc bộ vào năm 2012 từng khiến danh tiếng của ông ít nhiều chịu ảnh hưởng. Bản hợp đồng bom tấn với cả Eden Hazard là một thảm họa về cả chuyên môn lẫn kinh tế, khi cầu thủ người Bỉ dù đến Bernabeu với mức giá cao nhưng lại đóng góp vô cùng hạn chế và giải nghệ ngay sau khi chấm dứt hợp đồng với cả Real. Những lần sa thải công thần Vicente Del Bosque hay bổ nhiệm Rafa Benitez, Julen Lopetegui vào ghế huấn luyện viên đều thu về trái đắng. Song một trong những yếu tố làm nên thành công của Perez là ông luôn sửa sai rất nhanh. Nếu Perez là một nhà giao dịch chứng khoán, ông chắc chắn cũng sẽ thành công bởi luôn biết cắt lỗ đúng lúc trước khi khoản lỗ trở nên lớn và không thể xử lý nổi. Thay thế cho Benitez là Zidane, người mang về 3 chức vô địch Champions League liên tiếp. Sau Lopetegui, hai huấn luyện viên chính thức đều là những cố nhân, gồm Zidane và Carlo Ancelotti, góp phần duy trì bản sắc và thành công cho Real Madrid cho đến tận ngày nay. Khi để vuột mất viên ngọc Neymar vào tay đại kình địch Barcelona, Perez đã khắc cốt ghi tâm và quyết tâm chiêu mộ đủ những tài năng tấn công trẻ hay nhất của Brazil là Vinicius Junior, Rodrigo và Endrick. Những khoản đầu tư tưởng như là đắt dành cho những cầu thủ trẻ lại hóa hời khi giá thị trường của Vinicius và Rodrigo đã lên tới con số hàng trăm triệu euro. Nếu bóng đá là chứng khoán thì Perez cũng sẽ vô cùng thành công với chiến thuật mùa đáy bán đỉnh. Từ huyền thoại tầm cỡ như Cristiano Ronaldo cho tới những cầu thủ xuất sắc như Casemiro, Rafael Varane, Angel Di Maria đều vươn tới đỉnh cao sự nghiệp tại Real Madrid và không thể có những thành công rực rỡ tương tự sau khi rời đi với mức giá khổng lồ. Trong khi đó, những cổ phiếu đầu tư dài hạn lại ở đến ngày nay như Luka Modric hay là Toni Kroos vừa nói lời chia tay, đều được chiêu mộ với mức phí quá rẻ với đẳng cấp và sự cống hiến bền bỉ của họ. Tái hiện ký ức thanh xuân, Ronaldo, Sergio Ramos, Kroos, Marcelo, Casillas, Karim Benzema đã đến, chinh phục và rời đi. Nhưng vị tinh tú lớn nhất là Perez vẫn ở lại, như ông đã làm trong gần như trọn cuộc đời mình từ khi còn là một cậu nhóc 14 tuổi. Đại gia đình Perez thường xuyên đi xem Real Madrid chơi bóng và trong một lần đội nhà ghi bàn, cậu bé Florentino đã phấn khích tới mức bước hụt và vấp sứt môi. Trong cuộc phỏng vấn với cả ABC vào năm 2013, Perez tự hào chỉ vào vết sẹo nhỏ ở môi và gọi đó là vết sẹo chiến tranh từ sân vận động. Bài viết Florentino Perez đang tái tạo ánh hào quang Real Madrid từ thanh xuân của ông đăng trên trang Waterholler lý giải cụ thể những tham vọng của vị chủ tịch này. Người cha Eduardo, người mẹ Soledad và ba anh em Florentino, Ignacio và Enrique Perez
từng ngóng đợi tới mỗi dịp Real Madrid ra sân để hòa mình vào đám đông, thán phục trước từng đường bóng của những siêu sao thập niên 1950 như là Alfredo Di Stefano, Puskás và Paco Gento. Đó đều là những siêu sao hay bậc nhất thế giới ở vị trí của mình, giúp Real Madrid trở thành một thế lực bách chiến bách thắng. Khi European Cup, tiền thân của UEFA Champions League ngày nay, được bắt đầu mùa giải 1955-1956, Real Madrid là nhà vô địch đầu tiên. Họ làm nên kỷ lục khi vô địch thêm 4 mùa giải liên tiếp sau đó. Không một đội bóng nào có thể vượt qua được họ. Với cậu bé Perez, việc chứng kiến đội bóng mình yêu thích thống trị Tây Ban Nha, làm bá chủ châu Âu đã trở thành điều tất dị ngẫu. Nhà báo chuyên về Liga Sid Lauer nhận định, tầm vóc vĩ đại của đội Real Madrid ấy là khủng khiếp, không chỉ với cổ động viên Real Madrid, mà còn cho nhiều người Tây Ban Nha. Quan trọng hơn tất cả, đội bóng đó là hiện thân của thành công, trong thời đại mà người Tây Ban Nha không hề trông chờ vào điều đó. Nhà báo John Carlin, người từng theo dõi Perez trong một thời gian dài để viết cuốn sách về Real Madrid, khẳng định Florentino đã trải nghiệm cảm giác hưng phấn cực đỉnh khi chiếm ngưỡng Real Madrid thập niên 1950, tới mức ông dành suốt phần đời còn lại của mình để tái hiện nó. Có một từ tuyệt hay mà Carlin đã dùng để mô tả khát vọng của Perez, illusion, ảo giác. Đó là một thứ cảm giác siêu thực khi chứng kiến cảnh trung vệ hay nhất thế giới Sergio Ramos cướp bóng, truyền cho Luka Modric để tiền vệ người Croatia nhìn lên phía trên và quyết định truyền cho ai trong bộ ba Benzema, Ronaldo, Bale. Hay là ở phiên bản Galacticos 3.0 là khi Jude Bellingham nhận bóng từ Tchouaméni trước khi phất bóng lên cho tam tấu Vinicius, Mbappe và Rodrigo. Đó không phải là bóng đá đời thực, đó ắt hẳn chỉ là giấc mơ hoang đường, là trò chơi điện tử Football Manager. Không phải, đó là thực tại mà Perez đã chứng kiến từ thời ấu thơ, với ảo giác Gento, Di Stefano, Puskás đem lại và biến việc tái sinh, kéo dài nó làm hoài bão cuộc đời. Real Madrid phải có những gì tuyệt vời nhất, những siêu sao hay nhất thế giới, sân vận động hiện đại nhất, nền tảng tài chính vững vàng nhất. Và họ phải có một vị chủ tịch vĩ đại như Santiago Bernabeu khi còn sinh thời. Trong mắt Florentino Perez, không ai có thể làm điều đó tốt hơn ông. Ông yêu Real Madrid tới từng tế bào và chỉ tình yêu với đội bóng mới có thể làm ông nguôi ngoai đi nỗi đau mất đi người vợ Maria vào năm 2012. Khi ông mới yêu bà, ông đã đăng ký thẻ hội viên Real Madrid để tặng người yêu. Gia đình Perez có tổng cộng 29 thẻ thành viên dành cho các anh em, con cháu trong gia đình. Một mình Florentino Perez bỏ tiền túi ra để chi trả. Và theo thông lệ, mỗi khi có một em bé mang dòng họ Perez chào đời, ngay lập tức bé đó sẽ trở thành hội viên của Real Madrid. Perez yêu Real Madrid đủ để chấp nhận rời đội bóng năm 2006 để mang lại một làn gió mới. Sau khi ông đã đưa đội bóng từ thua lỗ thành có lãi và nâng tầm giá trị marketing toàn cầu của Real. Ông cũng trở lại đó sau 3 năm vì tin rằng mình đã học được từ những sai lầm nhiệm kỳ đầu và có thể đưa đội bóng tới những vinh quang mới. Là một, là riêng, là duy nhất. Cái cách Florentino Perez thay đổi điều khoản tranh cử chức chủ tịch Real Madrid năm 2012 nghe có vẻ có phần như là độc tài. Theo The Athletic thuật lại, các ứng cử viên tranh cử phải là hội viên của Real Madrid ít nhất 20 năăm, đồng thời đặt cọc một khoản tiền tương ứng 15% quỹ hoạt động thường niên của Real Madrid. Con số này nếu chiếu theo mùa giải 2022-2023 với kinh phí 796 triệu euro sẽ là 100 triệu euro. Và khoản tiền này phải là tiền túi của ứng cử viên đó, thay vì một nhóm cổ đông, để tránh sự hậu thuẫn từ những nhóm lợi ích. Chưa hết, ứng cử viên tranh cử còn phải là công dân của Tây Ban Nha. Như vậy, Perez dần loại trừ số ứng cử viên xuống chỉ còn mình ông. Và hệ quả là trong các cuộc tranh cử năm 2013, 2017 và 2021, Perez một mình một ngựa trên đường đua. So với khi người tiền nhiệm Calderon phải cạnh tranh với 5 ứng viên khác nhau vào năm 2006. Trong mắt Perez, những biện pháp ông đưa ra chỉ vì lợi ích của đội bóng. Không ai có thể luồn lách được vào đây. Tôi không muốn nói xấu ai cả, không nhắc tới các ông hoàng Ả Rập hay người Nga, nhưng đây là đội bóng của chúng tôi. Trong mắt Perez, chỉ một người Tây Ban Nha là hội viên lâu năm của Real Madrid và có nền tảng tài chính vững vàng đến mức sông xanh mới đủ tư cách để kế nhiệm ông. Bởi chủ tịch Real Madrid cần thấm nhuần thứ hào khí Madrid và không ngừng phấn đấu để duy trì ảo giác cho hàng triệu người hâm mộ Real Madrid. Chỉ có tình yêu với đội bóng mới có thể khiến cho Perez vẫn kiên cường đứng ra đại diện cho các nhóm câu lạc bộ lớn châu Âu lập ra Super League vào năm 2020 để đương đầu với cả UEFA. Ngay khi dự án này tưởng như là bị dập từ trong trứng nước với sự can thiệp của các chính phủ, khi những siêu đội bóng từ nước Anh chùn bước, Perez vẫn lì lợm ở lại để đấu tranh, bởi ông nhìn ra được sự thua thiệt của những cách phân chia lợi nhuận truyền thống.
túi tiền tưởng chừng như là vô đáy của những đội bóng được hậu thuẫn bởi những quỹ đầu tư quốc gia và cách những ông chủ tìm ra các lỗ hổng để lách luật công bằng tài chính. Khi hầu hết thành viên sáng lập Super League đã chùn bước, Perez vẫn ở đó để chiến đấu vì một giải đấu mà ông tin rằng sẽ cứu lấy bóng đá và đem lại cho Real Madrid những nguồn lợi tài chính. Và trong khi ông vẫn là cái gai trong mắt của UEFA, đội bóng tâm huyết cả đời của ông vẫn cứ thành công rực rỡ tại giải đấu UEFA tổ chức. Kylian Mbappe có thể tới Madrid trong mùa hè này, nhưng Perez sẽ vẫn luôn là ngôi sao sáng nhất, quyền uy nhất của Santiago Bernabeu. Perez là mẫu chủ tịch đội nhà cảm thấy may mắn có được, còn đối thủ bên ngoài thù địch, nhưng trong thâm tâm đều mong muốn đội bóng mình yêu được lèo lái bởi một quái kiệt như vậy. Hãy tranh thủ tận hưởng ảo giác của Real Madrid hiện tại đi, chừng nào Florentino Perez còn ngồi ghế chủ tịch. Bởi Perez là một, là riêng, là duy nhất, như tình yêu của ông dành cho Real Madrid. Nếu các bạn thích bài viết này, hãy like và share để ủng hộ chúng mình. Đừng quên bấm nút subscribe và nút chuông bên cạnh để không bỏ lỡ video nào bọn mình ra trong tương lai. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Đây là Spider Room, còn mình là Pink Dot. See ya!